Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Tập Cận Bình sẽ giúp Putin bằng cách nào. Quân Nga đang bị dân quân và người Ukraine ngăn chặn. Cả thế giới bắt đầu đánh Nga bằng kinh tế, quân Nga sẽ xa lầy. Tập Cận Bình sẽ thấy một cơ hội đóng một vai trò hòa giải giữa Nga với Ukraine. Nhà báo Ngô Xuân Dũng đã có bài phân tích về vai trò của Tập Cận Bình đối với Putin trong cuộc chiến với Nga. Bài đăng trên tạp chí quốc tế với tựa đề Tập Cận Bình sẽ giúp Putin bằng cách nào. Trong tiếng Nga, đại danh từ để gọi người thân là Ti, còn người ngoài gọi là Vi. Ông Vladimir Putin thường gọi những người lãnh đạo nước khác như Donald Trump, Angela Merkel, Macron là Vi. Riêng ông Tập Cận Bình thì được gọi thân mật là Ti. Khi lên làm chủ tịch Trung Quốc, chuyến xuất ngoại đầu tiên của Tập là đi gặp Putin. Tại Bắc Kinh, vào ngày 4 tháng 2, hai người tuyên bố tình hữu nghị giữa hai nước là vô giới hạn. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Khi Putin tấn công, xâm lược Ukraine, Tập Cận Bình phải đi Hà Nội. Bắc Kinh không chống chọi, sống cuộc xâm lăng nhưng vẫn kêu gọi mỗi nước phải tôn trọng chủ quyền của các quốc gia khác. Tập Cận Bình không muốn chấm dứt quan hệ thương mại với Mỹ và châu Âu, nhờ đó Trung Quốc đã phát triển, nhưng cũng không muốn thấy kinh tế Nga sụp đổ và chế độ Putin chấm dứt. Putin cho rằng kinh tế Nga có thể chịu đựng được các đòn cấm vận của phương Tây nhờ vẫn còn mua bán với 1,4 tỷ dân Trung Quốc. Tập Cận Bình cũng tìm cách giúp. Một biện pháp cấm vận mạnh nhất là không cho các ngân hàng Nga sử dụng SWIFT, một hệ thống thông tin giúp các ngân hàng khắp nơi trên thế giới thanh toán tài sản với nhau. Ví dụ, một ngân hàng ở Morocco nhận được ngân phiếu bằng đô la Mỹ từ một ngân hàng ở Chile, thì SWIFT giúp họ việc thanh toán. Một số tiền được ghi thêm vào chương mục của ngân hàng Morocco, đồng thời cắt đi trong tài khoản của ngân hàng ở Chile. Thế là xong, coi như tiền trao cháo múc qua computer, máy tính. Nếu không sử dụng được SWIFT, tất cả các dịch vụ mua bán của Nga với nước ngoài sẽ bế tắc vì tiền không chuyển qua, chuyển lại được. Mỹ đã dẫn đầu các nước lớn nhất châu Âu, châu Á đã cấm vận ngân hàng Nga dùng SWIFT. Nhưng Ấn Độ vì Trung Quốc thì không. Tập Cận Bình có thể giúp kinh tế Nga né tránh đòn tài chính này như thế nào là câu hỏi cũng được đặt ra. Trung Quốc đã chuẩn bị từ năm 2015 thiết lập một hệ thống thanh lý giữa các ngân hàng quốc tế gọi tắt là CIPS. Mục đích của họ là làm cho đồng tiền nhân dân tệ của Trung Quốc quan trọng hơn, không lệ thuộc vào đô la Mỹ trong các giao dịch thương mại quốc tế. Đây là hình ảnh trụ sở ngân hàng trung ương của Trung Quốc. CIPS có thể được làm cái phao cứu cho ngân hàng Nga khi bị SWIFT tẩy chay, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Số ngân hàng trên thế giới sử dụng CIPS rất nhỏ, số giao dịch thì quá ít. Trong quý thứ 3 năm 2021, mỗi ngày trung bình chỉ có 13.000 vụ giao dịch quốc tế đi qua CIPS. Cùng thời điểm đó, SWIFT thực hiện 40 triệu vụ mỗi ngày. Chưa kể 80% các vụ trao đổi trong CIPS vẫn đi qua SWIFT, nếu không thì đô la và quốc gia euro không di chuyển được. Nhưng đó không phải là trở ngại lớn nhất của các ngân hàng Nga, nguy hiểm nhất là các biện pháp cấm vận vòng ngoài. Bất cứ doanh nghiệp hoặc ngân hàng của nước nào còn giao dịch với Nga sẽ bị chính phủ Mỹ cấm vận theo. Chúng ta còn nhớ vụ bà Mạnh Vãn Chu, phó chủ tịch công ty Huawei bị cảnh sát Canada bắt giữ hơn một năm. Mỹ yêu cầu Canada dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu qua Mỹ để xét xử. Lý do là Huawei đã bán hàng cho Iran, vi phạm lệnh cấm của Mỹ. Tương tự, bất cứ ngân hàng nào của Trung Quốc giao dịch với một ngân hàng của Nga cũng sẽ bị cấm vận vòng ngoài. Các ngân hàng Trung Quốc không muốn bị Mỹ cấm vận sẽ phải tẩy chay Nga. Theo nhật báo Financial Times, vào ngày thứ Năm, mùng 3 tháng 2, hai ngân hàng phát triển của Trung Quốc đã ngưng mọi dự án đầu tư ở Nga và Belarus, hai nước đang bị Mỹ cấm vận. Đây là hình ảnh người biểu tình ở thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức kêu gọi loại bỏ Nga ra khỏi SWIFT và sau đó điều này đã được thực hiện.
hai ngân hàng thương mại lớn của Trung Quốc là Trung Quốc Ngân hàng và Ngân hàng Công Thương cũng ngưng không cho vay tiền mua nông sản của Nga. Miếng võ cấm vận vòng ngoài rất nguy hiểm vì ràng buộc các ngân hàng của cả thế giới, trừ những ngân hàng quá nhỏ chỉ hoạt động trong một địa phương. Vào năm 2020, chính phủ Mỹ đã cấm vận bà Lâm Quách Nguyệt Nga, trưởng cơ quan hành chính Hồng Kông, khi bà áp dụng luật an ninh của Trung Quốc. Tất cả các ngân hàng, kể cả ngân hàng Trung Quốc hay Hồng Kông, đều phải thi hành, không dám vi phạm. Theo bản tin Bloomberg, bà Nguyệt Nga đã lãnh lương khoảng 5,2 triệu đô la Hồng Kông, tức là bằng khoảng 672.000 đô la Mỹ mỗi năm, bằng tiền mặt, vì bà nói rằng tôi không thể dùng chương mục ở một ngân hàng nào cả. Bất cứ ngân hàng nào cho bà Nguyệt Nga ký ngân phiếu sẽ bị cắt đứt khỏi mạng lưới tài chính dùng đô la Mỹ trên thế giới. Vì áp lực cấm vận vòng ngoài, các định chế tài chính của Trung Quốc sẽ phải chấm dứt mọi quan hệ với các ngân hàng Nga tự động theo lệnh cấm vận của Mỹ. Họ cần đô la và đồng euro, không cần đồng rúp. Putin đã làm cho cả thế giới đứng về cùng một phía, bênh vực Ukraine. Các nhà lãnh đạo Anh, Úc, Nhật Bản chính thức gọi tên một mặt trận độc tài chuyên chế của Trung Quốc với Nga. Đây là hình ảnh chợ của người Việt Nam lớn nhất Kharkov bị cháy vì bom đạn. Cuộc xâm lăng Ukraine đánh thức cả các nước Á Châu lo lắng an ninh cho chính mình. Lần đầu tiên kể từ năm 1978 đã cấm vận Việt Nam vì đánh Campuchia. Singapore cũng đã ra lệnh cấm vận với Nga. Câu hỏi lớn ở Á Đông là liệu Trung Quốc có bắt chước Putin và đánh Đài Loan hay không? Và có thể những cơ hội này họ chiếm nốt những quần đảo ở Trường Sa của Việt Nam. Cũng không biết, nhưng các nước đều phản ứng trước, nhất trí ủng hộ Ukraine chiến đấu chống lại sự xâm lược của Nga. Thủ tướng Nhật Bản Kishida kết án Nga đã dùng vũ lực thay đổi chính quyền một nước khác là vi phạm một quy tắc quốc tế căn bản. Chính phủ Nhật cho phép 210.000 tấn khí đốt lỏng LNG mà Nhật mua được chuyển đường sang châu Âu, đáp ứng lời kêu gọi của Mỹ giúp châu Âu bớt lệ thuộc vào khí đốt nhập cảng từ Nga. Cựu thủ tướng Nhật Abe còn nói rằng nước Nhật phải chấp nhận cho Mỹ đem vũ khí nguyên tử vào nước mình. Đây là một ý kiến quá táo bạo. Abe muốn báo cho Tập Cận Bình biết hành động của Putin có thể gây ra những hậu quả như thế nào. Một bài học cho Mỹ và châu Âu là đáng lẽ phải viện trợ nhiều vũ khí tự vệ, hỏa tiễn, chống, xe tăng và máy bay cho Ukraine sớm hơn trước khi Putin tấn công. Chính phủ Mỹ muốn chứng tỏ mối quan tâm đến Đài Loan đã gửi một phái đoàn các cựu viên chức quân sự qua thăm quốc đảo này. Và Tập Cận Bình thì đang đi dày trong vụ Ukraine nhưng không dám đứng hẳn về phía Nga. Trước đây, Trung Quốc vẫn giao hảo với Ukraine là sứ sở đã bán ở Trung Quốc một hàng không mẫu hạm cũ để tân trang lại. Đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại phiên họp thượng đỉnh bất thường của châu Âu tại Bỉ vào hôm 25 tháng 2 để bàn về các biện pháp trừng phạt Nga mạnh tay hơn nữa. Và sau đó, các gói trừng phạt đã được tung ra làm Nga choáng váng. Ukraine đã cung cấp tới 70% số dầu nấu ăn Trung Quốc nhập cảng. Ukraine nằm giữa Nga và châu Âu cũng giữ một vị trí chiến lược trong kế hoạch nhất đới nhất lộ của Tập Cận Bình. Nhiều đường xe lửa, xa lộ, ống dẫn dầu nối châu Âu và Nga chạy qua Ukraine. Tập Cận Bình có thể tiếp tục ủng hộ Vladimir Putin nếu tin rằng Ukraine sẽ biến mất, bị nhập vào nước Nga. Và nếu nghi rằng Putin sẽ thất bại, nước Ukraine sẽ còn đó mãi mãi, Tập Cận Bình sẽ dần dần xoay chiều. Vào ngày 1 tháng 3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị điện thoại cho Ngoại trưởng Ukraine nói với ông Dmytro rằng Trung Quốc luôn luôn tôn trọng nguyên tắc bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, quốc gia. Trước đây, Trung Quốc cũng tỏ ý thông cảm với Nga, lo lắng về an ninh khi thấy NATO bành trướng. Bây giờ, Vương Nghị lại nhấn mạnh với Dmytro rằng không thể bảo vệ an ninh một vùng bằng cách bành trướng quân sự. Ngoài ra, quân đội Nga cũng đang bị người dân Ukraine ngăn chặn. Cả thế giới bắt đầu đánh Nga bằng kinh tế, quân Nga sẽ xa lầy. Tập Cận Bình sẽ thấy một cơ hội đóng một vai trò hòa giải giữa Nga và Ukraine
mà gần đây Pháp và Đức đã cố làm nhưng chưa có kết quả. Sẽ đến lúc Putin muốn rút ra khỏi Ukraine chỉ cần vẫn giữ được thể diện. Châu Âu, Ukraine và Mỹ cũng chỉ muốn hòa bình. Tập Cận Bình có thể mời các phe tới Bắc Kinh đàm phán, Tập chỉ cần chọn gửi thư mời trước hay sau ngày Đảng Cộng sản Trung Quốc họp đại hội vào cuối năm 2022 thì có lợi hơn hay không. Tất cả đều bỏ ngỏ và chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến chiến sự vào thời gian tới. Kính mời các bạn xem bản tin quay về năm 1998, điều mà Putin sợ hãi nhất. Lệnh trừng phạt của Nga đang đánh mạnh hơn, có thể tưởng tượng và có thể tồi tệ hơn nữa, của tác giả Steven đã đăng tải trên tờ báo quan trọng của quốc tế. Ông cho rằng những ai đã từng sống ở Nga vào năm 1998 thì hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Một cuộc khủng hoảng vào năm 1998 ở Nga đã kích hoạt sự rút vốn ồ ạt, đồng rút mất giá mạnh, vỡ nợ công, siêu lạm phát và lãi suất tăng mạnh. Sức tàn phá của nó khủng khiếp đến mức danh tiếng tài chính toàn cầu của Nga bị suy sụp. Khủng hoảng tài chính vào năm 1998 ở Nga đã khiến cường quốc này phải quỳ gối. Chính phủ Nga lúc đó cuối cùng đã phải xin Quỹ Tiền tệ Quốc tế viện trợ lương thực vì quá đói. Đây là hình ảnh khủng hoảng tài chính tại Nga vào năm 1998. Những ngày qua, khi các lệnh trừng phạt, cấm vận kinh tế, cấm bay, cấm ngân hàng trung ương Nga dùng hệ thống SWIFT v.v. dẫn đến sự tương đồng nổi bật với những gì đã xuất hiện trong khủng hoảng vào năm 1998. Đồng rúp xuống tới mức thấp kỷ lục khiến người nước ngoài bắt đầu bán tống, bán tháo nó ở Nga. Từ sáng Chủ nhật tuần trước đã xuất hiện các dòng người dài dằng dặc ở các máy rút tiền tự động của Nga. Các nhà bán lẻ hàng hiệu đón khối lượng khách hàng Nga khổng lồ tràn vào để đổi đồng rúp và họ lấy bất kỳ thứ gì có thể giữ nguyên giá trị của nó, nhằm để giữ tài sản của họ trong lúc đồng rúp mất giá một cách phi mã. Biện pháp tàn khốc nhất mà Nga không ngờ tới là việc đóng băng ít nhất một nửa dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Trung ương Nga do các ngân hàng trung ương của các quốc gia hợp tác nắm giữ. Đây là kho tàng chiến tranh mà Nga đã dự định sẽ với kỷ luật tuyệt vời cho nhiều năm chính xác để bảo vệ chống lại các lệnh trừng phạt có thể phương Tây đưa ra khi Putin quyết định xâm lược Ukraine. Đây là hình ảnh dòng người xếp hàng rút tiền tại Nga sau khi nước này gây chiến với Ukraine và xâm lược. Nhưng cũng giống như Nga, dường như đánh giá thấp ý chí chiến đấu quân sự của người Ukraine. Họ cũng đánh giá thấp ý chí chiến đấu về mặt tài chính của phương Tây. Không có khả năng sử dụng những nguồn dự trữ ngoại hối đó để hỗ trợ đồng rút, Nga buộc phải sử dụng một loạt các biện pháp tuyệt vọng. Sàn giao dịch chứng khoán ở Moscow đã phải đóng cửa im ỉm vào ngày thứ hai và vẫn chưa mở cửa trở lại cho đến nay. Rốt cuộc, bạn không thể có một thị trường sụp đổ nếu thị trường đó không bao giờ mở cửa. Nga tăng hơn gấp đôi lãi suất ngân hàng trung ương chủ chốt, nâng từ 9,5 lên tới 20% một năm. Điều này có vẻ gây tò mò trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, nhưng khi đồng tiền của bạn rơi vào tình trạng tự do bị rơi xuống, mọi người bán phá giá, bạn cần cung cấp động lực tài chính rất lớn để mọi người nắm giữ nó, bao gồm bằng cách trả lãi suất cao hơn cho số đồng rút còn lại trong tài khoản tiết kiệm. Lãi suất cao hơn ngay lập tức chuyển sang lãi suất thế chấp cao hơn đối với người Nga bình thường. Điều cuối cùng mà một nền kinh tế trên bờ vực phá sản cũng như các khoản vay tài trợ cho đầu tư kinh doanh, bao gồm việc người dân vay tiền ngân hàng Nga sẽ rất khó. Như vậy, việc kinh doanh của toàn xã hội sẽ bị teo tóp và sụp đổ vì lãi suất cực cao, họ không làm sao có thể sinh lời để trả tiền lãi này. Đây là hình ảnh các ngân hàng hãng quốc tế lớn lần lượt rút khỏi nước Nga. Đây là bài toán hóc búa mà nước Nga phải đối mặt khi nước này phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính với ít nhất một bàn tay bị phương Tây trói sau lưng. Nga cũng cấm người Nga mua tài sản Nga từ người nước ngoài để ngăn người nước ngoài đào thoát khỏi Nga. Nó yêu cầu mỗi công ty Nga phải chuyển tới 80% thu nhập từ nước ngoài của mình thành đồng rúp.
về cơ bản là tịch thu đô la nước ngoài để sử dụng thay cho dự trữ ngoại hối bị đóng băng của mình. Và gần đây nhất, đáng lo ngại nhất là Nga đã tạm dừng thanh toán lãi suất đối với khoản nợ chính phủ Nga trị giá 3.000 tỷ rúp, tương đương với 27 tỷ đô la do người nước ngoài nắm giữ. Một cách khác để nói rằng chính phủ Nga hiện đang trong tình trạng vỡ nợ. Điều đó chắc chắn rằng Nga sẽ không quay trở lại. Thời điểm kinh tế bây giờ, thiệt hại sẽ là vĩnh viễn và vô cùng lớn, theo hình thức domino, cái nọ nối tiếp cái kia. Cuối cùng, mỗi động thái của Nga đều nhằm xây dựng lại lượng ngoại tệ nắm giữ bên trong nhà nước Nga. Ngay cả khi bị trừng phạt, Nga vẫn nhận được hàng tỷ đô la mỗi ngày từ các mặt hàng xuất khẩu vẫn được phép xuất khẩu, bao gồm dầu khí, khí đốt, lúa mì. Mục tiêu của Nga là tích trữ số tiền mặt đó và xây dựng lại kho chiến tranh của mình, giúp nước này có nhiều cơ hội hơn để điều động. Do 300 tỷ đô la dự trữ bị đóng băng, việc này sẽ mất nhiều thời gian, trong khi phương Tây đã nỗ lực để miễn trừ khả năng năng lượng khỏi các lệnh trừng phạt. Tính liên kết của thị trường tài chính toàn cầu và những người tham gia lo lắng, sợ vô tình các lệnh trừng phạt đã khiến cho các giao dịch năng lượng bị gián đoạn. Các hợp đồng cung cấp dầu trong tương lai của Nga không bán được, ngay cả khi giảm giá rất mạnh. Những nước trước đây là bạn hàng của Nga cũng chần chừ mua hàng vì sợ bị trừng phạt lây. Đây là hình ảnh Nga đã dùng đồng nhân dân tệ Trung Quốc để giao dịch vì bị cấm vận. Điều này đặt ra câu hỏi quan trọng mà các nhà lãnh đạo phương Tây đang đặt ra lúc này là nền kinh tế Nga và qua đó là người dân và sự lãnh đạo của nó có thể tồn tại được bao lâu nữa? Thật là một điều trớ trêu đáng kinh ngạc là ngay sau khi quân đội Nga bao vây các thành phố của Ukraine, các chính phủ phương Tây đã bao vây nền kinh tế Nga để bảo vệ nó và dường như nước Nga dần dần tắt thở vì thiếu tiền. Bất chấp mọi thứ mà Nga đã thực hiện để chống lại lệnh trừng phạt cho đến nay, đồng rúp vẫn thấp hơn 26% so với mức giá của nó tuần trước và thấp hơn tới 32% so với mức giá của nó một tháng trước. Và con số này ngày một lớn hơn, đồng rúp ngày một mất giá đi. Có vẻ như để ổn định hệ thống tài chính của mình, Nga sẽ cần các biện pháp hà khắc hơn, chẳng hạn như cấm rút tiền tại ngân hàng và phân bổ, và sẽ còn gây thiệt hại cho nền kinh tế hơn cả lãi suất 20% và các biện pháp trừng phạt. Liệu mức độ thiệt hại kinh tế này có đủ để khiến Nga thay đổi hướng đi ở Ukraine hay không? Và liệu người Ukraine có thể duy trì đủ lâu để chi phí kinh tế của Nga trở nên không bền vững hay không? Nếu cần thiết, phương Tây có sẵn sàng giảm giá gấp đôi và thực sự đưa vào cuộc chơi bằng cách hạn chế mua dầu và khí đốt của Nga hay không? Đó cũng có thể là cái đinh trong quan tài của Nga, nhưng cũng có thể là gây tổn hại lớn cho nền kinh tế châu Âu và toàn cầu. Chỉ có thời gian mới có thể trả lời được. Tuy nhiên, cuộc chiến xâm lược Ukraine của Putin rõ ràng là không có kế hoạch cụ thể, hoặc kế hoạch không thực hiện đến mức luôn bị động và phải sang các phương án luân chuyển bất ngờ. Cách đây ít phút, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor, cho biết các lực lượng Nga đã chiếm thành phố Entebbe, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và vùng lãnh thổ tiếp giáp với thành phố này vào hôm thứ Hai. Đây là hình ảnh nhà máy điện hạt nhân của Ukraine bị quân Nga bắn phá. Konzakov tuyên bố rằng các tuyên bố và thông tin liên lạc của Zelensky về vụ việc không có gì phải nghi ngờ. Mục đích của việc khiêu khích của chế độ Kiev tại một số cơ sở hạt nhân là một nỗ lực nhằm cáo buộc Nga tạo ra nguồn ô nhiễm phóng xạ. Ông ta nói, các quân nhân của lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đang bảo vệ nhà máy điện đã rời khỏi cơ sở và biến mất theo một hướng không xác định trước khi các đơn vị của Nga tiến đến, ông Vervat nói lại. Các cơ sở của nhà ga và vùng lãnh thổ lân cận đã được các nhân viên quân sự Nga bảo vệ. Konashkov tuyên bố rằng các nhân viên kỹ thuật của nhà máy vẫn tiếp tục công việc bình thường trên các cơ sở, nhưng các lực lượng Ukraine đã cố gắng thực hiện một hành động khiêu khích quái dị vào sáng sớm thứ Sáu, tức là khoảng 2 giờ sáng ngày 4 tháng 3, khi họ đang tuần tra khu vực bảo vệ tiếp giáp với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Một đội tuần tra cơ động của lực lượng phòng vệ Nga đã bị một nhóm phá hoại Ukraine tấn công.
Kolsanov đã nói như vậy. Và để kích động bắn trả tòa nhà, hỏa lực hạng nặng từ các vũ khí nhỏ đã được đoán vào các vệ binh của Nga từ cửa sổ của một số tầng của khu liên hợp huấn luyện nằm bên ngoài nhà máy điện. Và thật buồn cười khi nói rằng anh đi tuần tra ở trên đất của người ta. Chính phủ Nga thường xuyên và không có bằng chứng khẳng định chính phủ Ukraine đang giản dựng các hành động khiêu khích để kích động các chính phủ phương Tây đáp trả quân sự. Tuy nhiên, tình huống ngày một leo thang khi Nga đưa những đoàn xe dài vài chục km đổ quân vào Ukraine để quyết đánh phá và chiếm bằng được. Dù thế nào, việc chiếm nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu sẽ chỉ khiến NATO và phương Tây thêm quyết tâm thắt lưng buộc bụng để đóng đinh quan tài Putin. Kinh kha của nước Nga đang ở đâu cũng là câu hỏi được đặt ra. Đừng thất bại như kinh kha của Trung Quốc.